Vâng, Hoàng Zalo xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Zalo trong video phát hành vào buổi tối hôm nay là tối thứ tư, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Vâng ạ, vẫn như theo thông lệ thì Hoàng Gia vẫn lên sóng vào khung giờ 19 giờ hàng ngày. Vâng ạ, trong video ngày hôm qua ngày mùng 4 tháng 10 thì Hoàng Gia cũng có nói rằng là ngày hôm nay thì sẽ lên một cái bộ sản phẩm để chúng ta sẽ test và chúng ta nghe so sánh chất âm giữa đầu băng cối và đầu CD. Thì tuy nhiên thì hôm nay thì Hoàng Gia cũng một mình cũng khá là nhiều việc, thành ra là cũng không làm chu đáo và cẩn thận được. Bởi vì khi setup một bộ này lên thì đồng nghĩa là chúng ta phải Hoàng Gia phải ngồi nghe test và ok sau đó mới lên sóng. Thì rất là thất hứa với các bác vì nỡ là nói rằng với các bác rằng là trong video tối ngày hôm nay là Hoàng Gia sẽ lên sóng để gửi đến các bác cái bộ tức là so sánh chất âm giữa đầu cối và đầu CD để nghe xem là chất âm nguồn phát từ bộ nào hay, chất âm phát từ đầu cối hay CD hay. Thì đáng lẽ ra là video ngày hôm nay sẽ lên sóng, nhưng mà Hoàng Gia xin lỗi các bác, hứa với các bác trong ngày mai Hoàng Gia sẽ lên sóng video đó, vì hôm nay Hoàng Gia khá là nhiều việc, bởi vì hôm nay Hoàng Gia về rất là nhiều những cái băng như thế này, vừa mới nhận hàng xong nên là phải đếm và kiểm soát, rồi là phải đếm số lượng, rồi là phải đấy xếp lại gọn gàng như này, thì nên là cũng hơi mất thời gian một chút, nên là không làm được cái video mà đã hứa với các bác ngày hôm qua, nên là các bác thông cảm cho Hoàng Gia đâu nhá. Trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia về được rất nhiều các xương băng luôn, các bác mua càng nhiều số lượng một lúc càng nhiều thì sẽ giá cực tốt các nhá, giá cực kỳ sốc luôn. Hoàng Gia xin nói với các bác vì Hoàng Gia đang ký đại lý cấp 1 luôn của hãng xương băng các bác nhá, các loại xương băng cối 10, băng 7 rất là nhiều luôn. Và hôm nay thì Hoàng Gia lại về thêm được rất nhiều các sản phẩm hay các bác nhá, hứa hẹn cực kỳ nhiều sản phẩm hay, nhưng sẽ video ngày mai sẽ lên sóng những sản phẩm này, nhưng Hoàng Gia sẽ đọc tên chỉ điểm một số sản phẩm, bác nào quan tâm thì liên hệ ngay với Hoàng Gia luôn nhá. Đầu tiên Sansui 7000, con này thì Hoàng Gia có nhớ rằng có khoảng mấy bác khách có hỏi Hoàng Gia đâu con Sansui 7000 thì rồi, vì hôm trước Hoàng Gia có test so sánh chất âm với Sansui 7000 và Sansui 5000X thì phải, thì video đó được đánh giá rất là tốt và nhiều bác xem và các bác đã tin tưởng cái con Sansui 7000 này rồi, và giá rất là hợp lý các bác nhá, 12.500.000 đó, báo giá luôn cho các bác, bác nào thích liên hệ luôn trực tiếp và bao zin tuyệt đối và cũng như là đã test đầy đủ rồi, thì nhưng mà sẽ lên sóng cho các bác trong video ngày mai. Sansui 7000 các bác nha, con này 380W, công suất rất lớn ạ. Tiếp theo là Fisher 400T, con này giá là 14.500.000 các bác nha, chạy so Motorola trừ 4. Tiếp tục là xin lỗi các bác, Fisher 800T các bác nha, Fisher 800T đây là đối tác của những dòng là AR3 căng cước bánh bò, căng cước AR3 căng cước bánh bò này, giá trung hở này, rồi là cầu nổi này, tóm lại là AR3 mà nện với Fisher 800T nó gọi là hết thuốc các bác nha, hết thuốc là hay hết thuốc luôn, không còn con nào hay hơn. 800T con này chạy 4 slot Motorola chứ 7 các bác nha. Một con đầu cối tự hành Akai 1800 SID cũng rất là đẹp luôn đó, và một con đầu cối nữa là Akai GX 260D, con này thì chạy băng 5, băng 7 hai chiều bốn trách các bác nhá, hai chiều bốn trách, con này rất đẹp luôn, còn đang bọc ni lông chưa tháo, bận quá cũng chưa kịp tháo được, mong các bác thông cảm nhá. Ngày mai em sẽ lên sóng những bộ này nhá, cứ giới thiệu trước các bác, bác nào thích thì liên hệ ngay nhá, bởi vì có những sản phẩm là em cũng không kịp lên sóng đâu, các bác nhìn thì các bác có thể thấy là ok, các bác liên hệ trực tiếp luôn, mà em sẽ gửi ảnh trực tiếp và chúng ta chốt hàng giá luôn các bác nhá, chốt luôn, không cần quay video ngày mai, bởi vì những sản phẩm này những sản phẩm rất là nhiều các bác lựa chọn và ưa thích rồi, không có hàng để về nên là các bác vui lòng là nếu thích thì liên hệ ngay. Còn những cái xương băng này thì nó vô kể rồi, nó là hàng mới, thoải mái luôn các bác nha, lấy bao nhiêu cũng được. Vâng ạ, và trong chủ đề chính ngày hôm nay Hoàng Gia xin giới thiệu các bác đó là những mẫu xương băng cối của rất nhiều các thương hiệu, có Scott, Akai, Akai 747, Tech, Reebok đấy, và ngoài ra thì những cái xương băng 7 của BAS, ES, BAT, Sony, TDK đó, rất nhiều luôn. Cái này thì có nhiều màu các nhá. Ở đây là Hoàng Gia có đủ các màu luôn. Thì có 4 màu chủ đạo, màu bạc, màu đỏ, màu xanh, màu vàng gold các bác nha, có 4 màu chủ đạo. Đó thì ở đây em sẽ quay cho các bác. Và như Hoàng Gia có giới thiệu trong một clip trước ấy, tất cả những xương băng này đều là mạ Ananot, không phải mạ kiểu mạ theo cái công nghệ cũ, là mạ gọi là mạ nó gọi là cái gì nhỉ? Tự nhiên em lại quên. Tóm lại mạ Ananot là nó sẽ không bị nhiễm từ các bác nha. Và hai là sử dụng những cái nỗ đột dập các bác nhá, nỗ đột dập này nó sẽ như Hoàng Gia có phân tích trong video trước ấy, là nó sẽ chống trơn trượt, chống trượt và nó không bị chống cong vênh, tóm lại là xương này nó làm theo đúng theo xương tiêu chuẩn của hàng xịn
Đấy, không cong vênh, kể cả các bác có siết ba con ốc này chặt tay thì nó cũng không bị vênh. Còn với những cái xương mà nó không sử dụng đột dập ấy, các bác tháo là các bác biết nó sẽ phẳng lì ấy, cái chỗ nó lỗ bắt vít này nó phẳng lì ấy. Thì khi mình xoáy mạnh tay ấy, thì nó sẽ bị cong vênh. Đấy, chạy nó hay bị đảo, hay bị lập lờ dưới ánh đèn. Đấy, Akai thì nhiều rồi, toàn ba lỗ nhiều thôi các bác nha. Các loại màu đủ cả các bác nhá. Đấy, ngoài ra các bác là thích 747 này. Đấy. Ngoài ra có những cái dòng Ultra Tape này cũng hay này. Cái lỗ nó nhỏ để cái lỗ nó khác các nhá. Các bác có thể nhìn thấy lỗ nào lỗ tròn khuyết, cái này lỗ vuông này. Cả mỗi bác thích một kiểu thì em cũng có đủ các mẫu cho các bác xem. Reebok này. Reebok ba lỗ này. Đây rất nhiều nha. Trắng xanh vàng đủ cả rồi, các màu luôn. Đấy, băng 7 này. Băng 7 cũng 4 màu đủ này. Băng bát này, màu bạc này, mắc sen này. Mắc sen này. Mắc sen 10 này, băng bát 7 này. Sony này. Đấy, TK này. Reebok này. Thực ra thì những cái xương này này các bác nhá, nó không em phân không phân biệt màu sắc, không phân biệt chữ, giá là như nhau. Đấy. Nên em báo giá chung cho các bác như sau. Băng 10 nói chung, các bác nói chung băng 10. 1,2 triệu một cặp các bác nha, 1,2 triệu một cặp. Đấy. 1,2 triệu một cặp. Đó, nếu các bác mua từ 2 cặp trở lên, giá chỉ còn có 1,1 triệu một cặp thôi. Đấy, các bác lưu ý nha. Băng 7 800,000 một cặp. Các bác mua 2 cặp trở lên 700,000 một cặp. Đó, nếu mà mua 2 cặp trở lên 700,000 một cặp. Đấy, các bác lưu ý nha. Mua 2 cặp một lúc nha, chứ em không mua kiểu cộng dồn, các bác lưu ý nha. Tất cả là bán một lúc, một đơn hàng là 2 cặp trở lên. Mua 5 cặp trở lên giá sẽ tốt hơn, các bác lưu ý nha. Mua 2 cặp là băng 10 là 1,1 triệu một cặp, băng 7 là 700,000 một cặp nếu mà chúng ta mua 2 cặp trở lên. Nhưng nếu mua 5 cặp trở lên giá sẽ tốt hơn các bác nha. 5 cặp trở lên giá sẽ tốt hơn. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhá. Các bác liên hệ trực tiếp để nhận được cái giá tốt nhất các bác nha. Đấy, các bác không dùng hết, các bác có thể rủ bạn bè, anh em chơi Euro chúng ta có thể gom đơn lại các bác nha. Đấy là một cách tiêu dùng rất là hay ở chỗ đó. Anh em có thể, các bác có thể là gom 2 3 4 người bạn chơi đồ bóng cối lại. Chúng tôi đang có một cái đơn hàng giá mua càng nhiều càng rẻ, thì mỗi người anh em sẽ mua một đôi hai đôi là nó thành số lượng, và số lượng thì giá nó sẽ cực tốt. Các bác lưu ý nhé, càng số lượng nhiều giá cực tốt. Bởi vì bây giờ là Hoàng Gia đang là một cái đại lý cấp 1 rồi, rất là lớn của hãng xương băng này, nên là các bác yên tâm là sẽ có càng giá tốt thì càng mua nhiều càng giá càng tốt. Thứ hai là tất cả những băng này là sử dụng công nghệ mạ anode không bị nhiễm từ. Hai là sử dụng các lỗ đột dập, riêng băng 10 nhá. Riêng băng 10 là sử dụng các lỗ đột dập nên là sẽ không có chuyện cong vênh các bác nha. Chạy phẳng lì luôn, không cong vênh, xoáy càng chặt càng chắc, không bao giờ cong vênh, không như những dạng hãng xương khác. Các bác lưu ý cho em. Đó. Cảm ơn các bác, và mọi thông tin chi tiết các bác nào là đại muốn mua về thương mại. Đấy, với những bác thợ nào có xem kênh, xem video này của Hoàng Gia Đô muốn mua về thương mại thì liên hệ trực tiếp cụ thể với em nhá. Liên hệ trực tiếp thì em sẽ báo cho các bác giá đại lý luôn, giá cực kỳ tốt luôn. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ Hoàng Gia Đô theo số điện thoại trên tấm biển này ạ, 0975 884009 ạ, 884009 các bác nhá. Cảm ơn các bác, và địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Và tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá bán công khai và không bao gồm tiền ship, các bác lưu ý nha, không bao gồm tiền ship. Mong các bác lưu ý và đọc kỹ cho em và xem thật kỹ cho em các bác nha. Cảm ơn các bác và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.